Hello cả nhà, lại là Linh đây. Hôm nay cả nhà khỏe không? Thôi mời cả nhà ăn cơm với Linh nha. Hôm nay có một mình nhà nên làm bò cuộn nấm kim châm với lại canh cá cá mó nấu ngót. Đó, rồi Linh ăn miếng cơm ở nhà. Cái này có đĩa củ cải đường á, Linh làm chua ngọt ăn cho nó đỡ ngán. Ok, thôi mời cả nhà ăn với Linh chút ha. Rồi tâm sự chuyện đời. Lên dĩa nướng nha cả nhà. Ăn riết không biết ăn gì cả nhà ơi, với lại ở nhà đó có gì ăn ở đó à. Giờ đi ra đường sợ quá. Anh tên gì nè, anh tên gì nè, tên này ăn cơm với mẹ nè, sáng ăn cháo này không ăn cháo, ăn cơm giỏi nha cô chú nha. Giỏi đó, này giỏi lắm. Cũng như thịt bò nãy tính để phô mai mà thôi, sợ sợ béo đang giảm cân đó. Xèo xèo nghe đã tay cho nhà ha. Linh ăn hôm nay Linh ăn gạo gạo của Úc, gạo gạo nâu, gạo của Úc. Nhưng mà giảm cân khó ăn lắm mà sợ ăn đợi. Mình chanh vô nước mắm cho đỡ kia đỡ mặn. Mình nấu ngót hay mình muốn ngậm miếng chanh vô cho dễ ăn á. Có cà chua nhưng mà mình muốn ngậm miếng chanh vô. Có một mình ăn nên mình lấy miếng nhỏ. Cái nồi này tiện lắm á cả nhà. Mình vừa ăn lẩu với mình vừa nướng nó tiện lắm á. Cái nồi này khoảng 4 người ăn thì được, ok, 4 người ăn ok. Bốn người ăn là chuẩn luôn, vừa nướng với vừa lẩu. Hấp dẫn đó. Bò Úc của mình chứ không phải là bò Wagyu. Tính từng này ăn bò Wagyu nấu lẩu mà để coi coi sao, tại ra tuần này ăn bò hơi nhiều. Ăn có liều lượng lắm mà sao mập là vẫn mập, không hiểu. Mình ăn miếng cá nè. Cá này cá muối, cá muối ở đây á, mà chắc cá biển không, nhưng mà nó tươi nha, thật có ngon, có xương nha, mà xương lớn rồi. Gì ăn ngon đấy con, người làm biến ăn á, nấu này nấu nọ đổi món cho nó ăn á, nhưng mà nó cũng không chịu ăn nữa nè. Nó ăn tốt lắm, nó đi nè, dẫn nhà thư mà lấy cái khăn nha. Nhà có hai mẹ con nè, chạy ra chị vô vậy đó, nó có hai mẹ con. Ăn gì không mẹ lấy nè, có ăn bò nướng không? Ăn bò nướng không mẹ lấy cho miếng.
tại bây giờ 12:30 ở đây. Ở Úc mình 12:30. Họ luôn xuất sắc. Nướng ngon. Ngon xuất sắc. Quá đã. Nhà buổi sáng ăn lại vậy đó. Nhà đi làm hết, có hai mẹ con ở nhà thôi. Nhiều thứ lắm. Làm biếng ở nhà có gì ăn đó. Mà sáng mà tranh thủ thức sớm mình nấu đồ ăn cho em tên này. Cho nó ăn ngoài và cũng sợ lâu lâu cũng cho nó ăn ngoài. Bữa rồi ngày nào cũng có báo không báo. Của cái đường ngon lắm nha. Ngã là quên trừ lại một cái củ cho cả nhà coi. Ăn nó cũng tốt. Ngày nào cũng đọc báo là cái nhà biết ví dụ gì không. Theo dõi thông tin NCOV nè. Bên đây nè. Bên đây giờ lại ra lại ra ngày. Ngày mấy người mấy người mấy người vậy đó. Cũng có nhà mấy người đó. Ở Sydney nha, ở Melbourne thì 200 mấy mà giờ bớt rồi. Cũng đã đỡ lại chút. Ăn nhanh đi con. Hey, em thì dở quá. Nó hết chưa? Dở quá. Mì ăn nhanh nè. Ăn nhiều, ăn cơm ít. Nấu cà chua. Nấu ngót cũng nấu cà chua chứ cần á. Cần tay mình á. Ăn thơm. Ăn đi con. Dính tay hả? Bò này nãy mình có ướp vô đây rồi nên hồi mình ăn không thôi. Ăn cũng lạc lẽo. Nó nhìn rất là ngon. Mình ướp hồi nãy mình ướp chắc cũng vừa ăn rồi. Phải biết ăn mới biết ăn gì. Bài món này nó chưa ăn. Về Việt Nam mình đi barbecue ở ngoài đường á, mình ăn ngon, ăn món bò miếng trung tâm không ăn luôn. Về nhớ Việt Nam bằng sao về được cả nhà. Về ở Úc về có lên 14 ngày ở Việt Nam, không biết không người Việt Nam mình á. Cách ly người nước ngoài về cách ly có bị tốn tiền không không biết, nhưng mà Úc á, qua lại qua Úc lại á, mình á, mình phải tự cách ly, mình tự trả tiền khách sạn và nó trả nó tính tiền khách sạn của mình á, 14 ngàn nó lấy mình 3 ngàn, nó là mình phải tự trả đó. Nó không có cho, không có cho free đâu. Đi qua đi lại đợi sống cách ly không hết 28 ngày rồi trả tiền cách ly nữa. Nhiều người ở bên đây á, cái lúc mà người ta đang có bầu nè, đang có bầu trong thời gian này mà ta đẻ một mình ta, không có ai bên đây, giống như Linh vậy đó, không có ai á,
người ta muốn mẹ người ta qua nhưng mà người ta không có tiền để người ta đi, ta trả tiền cách ly á. Người ta cũng nói với chính phủ ở đây là mình có thể bớt cái tiền cách ly không, tại vì trung bình mình tính cho ở khách sạn 1.100 mấy đi thì 14 ngày cũng không tới 3.000, người chính phủ lại lấy 3.000 hơi cao á. Nuốt hết cho mẹ nó miệng lên nè. Em chịu không? Ngon quá. Nó ngót mình nặng như miếng chanh á, nó thơm. Cái ngờ lúc mình gọi ở Việt Nam á, nó trồng lên ngấu lắm. Học cách nấu gót cũng mới trồng, hồi xưa đâu biết nấu đâu. Nó cầm lên 80 mấy tuổi rồi, 83, 84 tuổi rồi mà nó ăn còn ngon lắm. Đợt vừa rồi về Việt Nam á, bà ấy thèm ăn cái gì bà nấu cho ăn. Thứ không là mình ăn ít cũng không chịu đó nha, phải kêu mình ăn nhiều vô. Con thèm món này mới nói cho con, sao con ăn ít vậy? Coi nghiệp mấy người già Việt Nam mình á, thương con thương cháu. Lúc đi qua đây chuẩn bị ra sân bay khóc. Má không có đi ra, ông ba đưa con nó yếu à, nó cầm lên không cũng bệnh mặt chặt hoài. Mời cái nhà cụ nha, bò miếng con chanh ngon chưa đó, mình thấy cái mỡ nó nhiễu chưa, mình thử nha. Nghe hết trong miệng cho mẹ đi, mì quậy lắm. 12 giờ mấy ăn xong rồi mì chuẩn bị ngủ. Vừa ăn ngon lắm, lúc vừa ăn ướt ừ. Mình nướng nó thơm, ướt xíu gia vị vô mình nướng nó thơm. Nước mà cái này chấm á, mình chấm muối tiêu chanh cũng ngon nữa nè. Ăn chung với cả đường, của cả đường chua ngọt hết sảy. Nó đừng giục nha, cái này giục kỹ không là cá. Này nó nhai á, nó nhìn nhai giỏi chứ tôi ha, nó nhai cá, nó nhai nó không có nuốt, nó là mềm nhả ra không tự nuốt. Cái này chín lắm rồi, chừng phỏng lưỡi nó nóng à. Bữa nay ở ngoài trời nắng, hôm qua hôm kia có tuyết á, ở Long Mountain thì cách đây cũng khoảng 4 tiếng chạy xe đó cả nhà, 2 hay 4 tiếng gì đó. Ở nhà hôm bữa nó định đi á, bàn nó đi nói tuyết á mà cuối cùng không đi đó, là tính đi chỗ đó. Bữa nay tiếc quá trời luôn. Hôm qua tiếc, hôm qua tiếc sáng xóa luôn.
Hôm qua Daniel Seven nó có lên tin không? Nó quay mấy cái clip á, tiếp á, đưa tin còn người xuống á, nhiều lắm. Mấy hôm trước không có người mà lên like thấy nhiều. Ăn cũng làm chắc không cơm nở rồi. Ăn miếng cơm. Cá ngon. Chín rồi. Con ăn gì mà ăn à. Con ăn đi con, đừng có có co vậy nè, như giận á mẹ ấm hương nì á. Đi ăn gì mẹ đi đi mẹ bị giả này đi. Bên Việt Nam mình đưa tin bây giờ 900 mấy người bị hả cả nhà, mà nói có bao nhiêu người chết không, mấy chục người chết không, cái gì thấy ghê quá vậy. Mình nói hồi lúc đầu mình nói ở Việt Nam mình nói là không có ai chết mừng nữa rồi, tại xong bây giờ mình thấy SCS đưa tin hỏi chứ phỏng vấn á, người ta nói có mấy người chết, mấy chục người chết, sao mình chiến nào quay lại. Đợt đợt này quay lại các virus nó mạnh hơn hay sao á, nghe nói Việt Nam có người chết là sợ. Việt Nam mình là an toàn nhất mà, y tế này kia an toàn nhất mà dạng vậy á, biết sao. Ở bên Úc là cũng biết mấy trăm người chết rồi đó, hai ngày nay nó không có đưa lên, nó chỉ đưa cái ca mắc bệnh của Melbourne giảm với lại ở Sydney là mấy người bị thôi, chứ nó không có nói là có người chết nữa, không có cập nhật số người chết. Nghe chính phủ dự định là phải 2 năm cái dịch này nó mới hết rồi. Trời ơi, tới là 2 năm. Không phải tiền đùa đâu mà. Cái củ này nè, cái củ cải đường là nó ăn giòn á, bạn nghe nó ăn tốt, nó ăn trị tiểu đường rồi tùm lum tùm la, ung thư, chống ung thư rồi đó. Cái củ nó giống như củ dền vậy mà nó nhỏ, nó màu đỏ, không biết tại sao kêu củ cải đường mà của không hiểu. Là anh đút cho người miếng cháo, hay mua sẵn trong hộp á, rồi bữa nay không có nấu, lại nấu hôm qua nó không ăn, hôm qua nấu không ăn giỏi. Lấy miếng cá canh nè, nấu cá canh nè, cái mình để vô chan với nước tương với cơm vậy mà nó ăn. Trời, nó ăn được gì nó ăn. Để miếng ớt nè.
Lên ướp miếng sa tế, miếng tương ớt, miếng nước tương, nửa muỗng đường, nửa muỗng bột nêm. Vậy mà vừa ăn khoảng chừng 200g bò hẳn gì. Ăn thì ngon rồi, cảm ơn cơm. Cơm thì cũng lắm. Gạo này khó ăn lắm. Nó khô cũng không phải giống như vậy, thật ra mình khó ăn lắm. Trời, để đó có chừng gớt đó ta. Nè, để đó nha, chừng gớt đó. Mình ướt gì lên. Mít ở đây đứa nào cũng có iPad á, Việt Nam mình cũng vậy. Không cho qua iPad la làng ra rửa đâu. Bắt TV không chịu coi đâu. Việt Nam mình bây giờ là ở rất là tháng 7 rồi. Chưa tới mùa mưa đâu ta. Mà nghe anh Linh nói là những cái ca mắc bệnh đó là ở miền ngoài nhiều hơn, ở miền Bắc nhiều hơn và từ Đà Nẵng đổ ra nhiều hơn. Chứ còn trong Sài Gòn thì ít. Sài Gòn là do ví dụ như trong những cái người bệnh nhân đó tập bệnh xong ta đi di chuyển khắp nơi á mới lây qua thôi. Chứ trong miền Tây với lại trong miền Nam với lại miền Trung thì đỡ. Miền Bắc đổ ra từ Đà Nẵng đổ ra, Đà Nẵng là chắc miền Trung thôi, còn giữa miền Trung với miền Bắc chứ. Mà mình không biết là phân biệt miền gì, nhưng mà thật ra mình nghe bệnh vậy mình cũng thấy. Tại vì nói Việt Nam mình là an toàn mà giờ Việt Nam mình lại thông báo có người chết, vậy là mình phân dân chứ. Ồ, thank you con. Ừ, mẹ cảm ơn con nha. Không sao ạ. Đợi gấp bôi ha, coi chừng vô mặt á. Không ra phu, đừng theo phu chừng vô mặt. Ly củ cải đường ngon lắm. Bữa mua Linh thấy rẻ. Mua về Linh làm dưa, làm chua á. Ăn cũng ngon. Ăn cũng mấy ngày. Cẩn thận rồi, cẩn thận rồi. Đứng khó chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hương là bắt rồi. Bữa giờ nghe ăn hủ tiếu ốc đó mà làm phá mấy cái hãng dược á để mua dược liệu về bào chế đó thì ai cũng mừng ấy đấy, nhưng mà không biết khi nào mới có. Nhưng mà ổng nói là ổng sẽ cho không cho người dân chích free, không có tính tiền. Nhưng mà ổng nói là không có bắt buộc ai muốn chích chích chứ không phải là bắt buộc ai chích. Mà thật ra có người ta mượn thấy mộ chích phi ngu dại gì người ta không chích hả cả nhà ha. Người ta sợ thấy mộ có người ta chích liền á chứ. Mình cũng chích luôn. Sợ thấy mẹ luôn. Tự nhiên đang yên đang làm đụng cái thế giới. Cả thế giới luôn. Nguy hiểm. Này làm gì vậy? Má nóng quá hả? Ừ. Nấu gì? Ừ. Hai tuổi rồi mà. Nói xỉu à? Hai tuổi thì nói xỉu à? Nói chuyến bay bằng nhà không? Bữa giờ không nghỉ luôn, lên đâu đi làm lại luôn. Hai nhà ông xã đi làm cũng được. Hai đứa nghỉ ở nhà là chết thiệt luôn. Đứa nghỉ, đứa đi làm cũng đỡ. Xây sở. Đi làm cực nhưng mà vui. Mình muốn làm thôi, mình muốn thăm nó, muốn ở nhà. Nhưng mà dịch này thì nguy hiểm á. Tùy cơ ứng biến thôi, biết sao vậy. Tính không nổi là biến. Nóng á. Hôm nay quay ăn cũng hết luôn. Ba siêu thị đã bị Audi đã có người vô rồi. Xa dùng của Linh chứ không có gần dùng của Linh. Dùng của Linh thì chưa có nghe. Oh, thank you. Vô uống nữa không?
Dù của Linh thì chưa có nghe động tĩnh gì, chỉ nghe trong cái chiều cái ngày ngày 7 tháng tháng 8 có giờ thôi, chưa có nghe thêm động tĩnh gì mới nữa. Nghe mấy cái dụng cụ lân cận thôi. Hôm qua hôm kia thì nghe nói dưới cái brand bị một người người Lào hay người Miên gì đó, 29 tuổi thanh niên. Ừ, ở đây cái nhà nếu nhà hàng phòng mạch nhà tất cả cái ở ngoài cộng đồng á thôi, mấy cái chỗ lớn thì mình không nói luôn, như trong cái kiều này kia thì mình không biết luôn, nó như thế nào ha. Chứ cái shop mà bán đồ ăn ở ngoài cấp ra là gần cái chỗ Linh ở nè, là cái cộng đồng người Việt mình ở nhiều đó, Linh hay nhắc cấp ra đó cả nhà. Là có một người vô hồi lúc đầu tiên hồi đầu tháng 8 á, có người bị vô, người bị ncov vô thì bộ y tế hay sở y tế nó mới xuống nó xịt khử trùng hết á, nó lấy 15, nó trạc 15 đô, 15 ngàn. Mỗi lần nó xịt là nó phải trạc 15 ngàn là người đó phải chịu đó. Cái chỗ nào bị đó phải chịu á. Là mình cũng không biết cái thông tin này, nhưng mà có người bạn đó người ta nói. Mình cũng tưởng đâu làm xịt phi á. Đừng 15 ngàn dữ. Nó không có đâu chị Linh. Nó thịt nó lấy 15 ngàn đó. Nó trời dữ vậy. Ừ có nghe lộn cưng á. Thiệt á. Chị không có gần mấy cái đó thiệt. Chị không có gần. Nó nói 15 đô á chị, 15 ngàn á chị Linh. Trời ơi 15 ngàn. Đã vô á. Đóng cửa không làm ăn được. Có ăn ha. Mà vô mà không làm ăn được rồi mà 15 ngàn. No, you không có được, you can't do that. No, you stop please. Why? Why mâm lụm lên cho con rồi con dụng xuống làm sao? No, how you stop nha. Nó đùa game nha. Ok, mâm không có đu nữa đâu. Con dụng thì con nghỉ chơi, mâm không có lụm lên cho con nữa đâu. Please. Thôi dạ mâm. Xin lỗi. Anh tên này vậy là anh tên này hư rồi. Một đường. Hồi lúc á, còn đi làm hai ngày, tại lúc có anh tên này á, thì ba anh tên thì làm từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì Linh làm thêm hai phiên nhau. Nói chung mà ở nhà giữ em tên thứ hai tới thứ sáu rồi thì còn ngày thứ bảy chủ nhật nhiều khi mình đi làm mình được thoải mái á. Nhiều khi mình đi làm thì đương nhiên nó cực thiệt, nhưng mà mình không có giữ con mình cũng được thoải mái. Từ hồi nghỉ tới giờ ở nhà với nó giết muốn điên luôn á nha. Quậy á, không nít mà nhiều khi áp lực, nhiều khi quạo lên, nhiều khi điên lên cũng đánh á, cũng la, nhưng mà thật ra nó không nít, nó có biết gì đâu. Nhiều khi đánh xong hối hận. Chắc ăn miếng này nữa là thôi nha cả nhà, no quá à. Vậy chứ cũng nhiều lắm á, ngon. Ăn vậy đâu ăn cơm đâu, cơm còn nguyên luôn. Nhờ cái củ cải đường muối à, ngâm muối với giấm á, ăn đỡ ngán. Hồi ra ăn này cũng ngán lắm rồi. Nhanh đi con. Nó ngọt lắm. Ngọt. Linh dở
ăn cay lắm, chút xíu nó mũi nó chảy đùm đùm. Ngon. Đó là nó bán củ ba đường này, nó vô cái chùm khoảng 6 củ, nó bán 2,50 đồng, cũng ok. Bởi mình thấy 1,50 đồng nên mua hấp 4 bó để làm giảm muối, chảy muối muối chua ngọt đó. Để ăn muối cái nước nó đỏ đẹp lắm, cái vỏ của nó này luôn, vỏ là rửa sạch rồi ăn không, muối đỏ màu đẹp. Mấy này nó khô chưa, chín khô, nó hết nổi rồi, còn 2-3 cái hướng cho nó xong luôn. Cái này cũng nhiều, nãy giờ Linh ăn bắt trời luôn, tâm sự cả nhà. Ok cả nhà, clip đến đây kết thúc nha. Tâm sự đến đây thôi, rồi vài bữa tâm sự nữa. Cả nhà nhớ đăng ký và like cho Linh nha, để Linh có động lực làm thêm clip nữa. Linh sẽ làm hoài luôn. Khi nào có dịp đi ra ngoài rồi thông thả đó, rồi mình sẽ có nhiều chương trình mới hấp dẫn hơn, rồi mình sẽ quay clip tiếp. Ok, bye bye cả nhà.